Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của NK Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh giới thiệu sản phẩm. Và hôm nay Thắng NK sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Vâng, khi đi mua xe hay bất kỳ một sản phẩm nào đó, chúng ta đều có khái niệm ngon, bổ, rẻ. Thực ra ngon, bổ và rẻ thì nó là một khái niệm rất là có tính tương đối thôi. Vì có những con xe 500 là rẻ, nhưng có những con xe 500 là đắt. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ngon, bổ, rẻ thực sự. Bởi vì một chiếc xe này đang có giá chào bán tại NK Việt Nam chỉ dưới 400 triệu đồng. Rất là phù hợp với túi tiền hay là tầm tài chính dự định chi trả cho xe của nhiều khách hàng, đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy cùng đến với Car Check, khu vực kiểm định xe của NK. Và có một chiếc xe vừa được kiểm định xong, hôm nay tôi rất muốn nóng lòng giới thiệu với quý vị và các bạn. Nào, hãy cùng tôi đi tìm hiểu chiếc xe này ngay lập tức thôi. Xin mời. Vâng, bên cạnh tôi đây là chiếc xe Honda City, một mẫu xe gọi có thể coi là gà đẻ trứng vàng của Honda tại thị trường Việt Nam. Và các bạn nhìn thoáng qua một chút thôi, đâu đó có thể đoán được về thông tin sơ bộ của chiếc xe này rồi. Tôi xin thông tin cho quý vị và các bạn luôn. Thì với form này thì chúng ta thừa biết nó là form ở khoảng giai đoạn từ 14 đến khoảng đầu 17. Và chiếc xe này là sản xuất năm 2014, quý vị và các bạn ạ. Đăng ký tư nhân tháng 1, 2014. Sau khoảng đâu đó 7 năm sử dụng, chiếc xe đang chạy 5,6 vạn. Biển số thành phố đã được rút hồ sơ, sẵn sàng sang tên cho chúng ta. Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu và xem thông tin chi tiết chiếc xe này. Vâng, chúng ta có thể quan sát tổng thể phần đầu xe, từ nắp capo này, phần đèn này, phần cái thanh mạ chrome hay phần ba đầu sốc trước, thì mọi thứ vẫn còn rất đẹp và nét. Cái tổng thể thì nhìn màu sơn rất là đều và hiền hòa, rất là đẹp, không có chỗ nào nó quá lệch so với những cái phần còn lại. Thì các bạn có thể xem ngay cái thanh chrome, thanh mạ chrome đầu tiên đi. Một cái chi tiết rất là đặc trưng của dòng Honda, từ Brio này, Honda City, Civic hay là CRV. Thì sau khoảng 7 năm các bạn nhé, tôi chú ý các bạn nhấn mạnh là 7 năm, thì có thể thấy thanh chrome còn rất là đẹp, không bị xước sát gì luôn. Nó chỉ hơi bị bụi bẩn một chút thôi, vì chúng tôi vừa kiểm định xe xong cũng chưa vệ sinh. Một lát tôi sẽ lau nhẹ là nó sẽ sáng bóng luôn. Đó, rất là ok. Rồi, cái phần bơ đờ sốc chúng ta cũng xem kỹ hơn, rất là chắc chắn này. Đó, có cái phần một cái phần hốc hút gió ở bên dưới, nhìn xe nó thể thao hơn rất là nhiều. Và chiếc xe này thì cái khoảng gầm phía trước này tôi thấy nó tương đối là thoáng. Đó, xem nó cảm thấy nó rất là cao. Thì về cái vấn đề này, chúng ta khi đi lại thì ví dụ lên vỉa hè hay là gặp những cái chướng ngại vật, những cái viên đá ở đằng trước, viên gạch ở đằng trước chúng ta không thể quan sát được, thì cũng rất là ok, nó đỡ bị sạt gầm xước sát hay là dẫn đến vỡ cái phần ba đờ sốc trước chỗ này. Rồi, chúng ta hãy xem phần đèn pha đi. Đèn pha thì là nói chung là sau khoảng 7 năm thì nó sẽ không còn mới đẹp, có thể nói là nó mới, nó đẹp như kiểu vừa xuất xưởng hay là sử dụng 1-2 năm, nhưng tổng thể vẫn rất ok, các bạn có thể thấy. Thậm chí là nó không có vết xước gì luôn, nhìn kỹ lắm mới thấy nó hơi lăm răm một chút ở đây thôi. Gần như là không có, phải nhìn rất là kỹ. Và quan trọng nhất, nó không bị nứt, không bị hấp hơi gì cả, đèn rất là đẹp. Rồi, chúng ta xem xuống phần đèn gầm một chút, thì là những cái chi tiết này là chủ xe họ lắp thêm các bạn nhé. Đây là có vẻ là cái dải led daylight này. Đó, để nhìn nó đẹp hơn thôi, còn nguyên bản nó không có cái này. Và nó chỉ có cái bóng này thôi, và là bóng halogen các bạn ạ. Rồi, ok. Tôi sẽ, con này vì 7 năm rồi, tôi sẽ lật khoang máy lên một chút để xem ra nó như thế nào. Ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng chưa xem trước cái khoang máy này. Nào, hãy cùng lật lên để xem nó. Đây, quý vị và các bạn có thể lại gần đây một chút để chúng ta xem. Thì tại NK tất cả các xe đều được kiểm định nghiêm ngặt 143 hạng mục và cam kết 5 tiêu chí vàng cho khách hàng. Thứ nhất, động cơ nguyên bản. Thứ hai, hộp số nguyên bản. Xe không ngập nước thủy kích. Xe không đâm đụng tai nạn, ảnh hưởng đến kết cấu khung xe. Và quan trọng nhất, hồ sơ pháp lý thì hợp lệ, sẵn sàng sang tên cho quý vị và các bạn. Đồng nghĩa với việc số khung số máy nó phải trùng khớp trên đăng ký đăng kiểm. Rồi, thì quay lại với chiếc xe này, tôi khá là bất ngờ đấy, sau khoảng 7 năm các bạn có thể thấy không? Thì dĩ nhiên khoang máy sạch như thế này là đã được chủ cũ họ vệ sinh rồi. Tuy nhiên các bạn có thể thấy tất cả những con ốc này. Đó, mà chưa kể đến sơn dấu luôn. 7 năm mà sơn dấu còn rất là, vẫn còn này. Mà rất rõ nét và đẹp luôn. Quá là tuyệt vời với một chiếc xe 75. Chứng tỏ một là rất là sạch sẽ, ít phải vệ sinh khoang máy. Hai là ít đi thì nó mới còn sạch và đẹp như thế này. Rồi, rất là ok đấy. Nhìn cái khoang máy tôi đã thấy rất là yêu rồi.
Chúng ta hãy đi một vòng quanh đi. Đây phần tai xe chúng ta có thể xem. Đấy phần tiếp nối với phần ba đờ sốc trước này, khá là khít và đẹp luôn. Rồi ok, phần la răng chúng ta xem la răng đi. La răng đời này thì là la răng dạng phay này, nhìn nó cũng rất là trẻ trung. Với quan điểm của tôi nhìn nó đẹp hơn cái đời đến đời 17, vì đời đến đời 17 thì là nó làm lại cánh hoa, nhìn nó không có, không thấy khi mà chuyển động nó không có sự linh hoạt. Đó là cái quan điểm của mỗi người thôi. Thì chiếc xe này các bạn, như tôi nhìn sơ bộ cái lốp này thì là lốp 20 các bạn ạ. Thì dĩ nhiên đời 2014 thì mà yêu cầu một cái chiếc xe mà có lốp theo xe thì về các bạn sẽ phải thay thôi, và lại tốn thêm chi phí. Và cái được thay lốp mới này thì rất là ok, và lốp còn rất là đẹp. La răng thì cũng rất là đẹp, nó xước nhẹ một chút ở đây, không tránh khỏi. Cái này thì xử lý rất là đơn giản. Rồi, nói chung là tổng quan thì khá là đẹp. Đặc biệt là cái phần lòng vè các bạn xem này. Ôi, nhựa còn rất là mới này. Cả các con đinh nở bằng nhựa này đó. Hay là nhìn sâu vào hốc bên trong, rất là mới luôn, rất là đẹp. Đó, đời 2014 mà như này là cũng khá là ngạc nhiên đấy. Dĩ nhiên thì cái giảm sóc cũng rất là ok, rất là tốt thôi. Tại đây thì bọn tôi kiểm định rất là kỹ càng. Tôi xin phép nhắc lại là 143 hạng mục. Và nếu mà nó có tồn động ở đâu chúng tôi sẽ báo luôn. Rồi ok. Gương thì cũng đã có tích hợp cái cái gương chiếu hậu đã có tích hợp cái đèn báo rẽ ở trên đây, và cũng sơn hai màu trắng và đen, rất là thể thao. Và chúng ta quan sát cái phần gáo gương này cũng không một vết xước luôn. Thì các bạn biết rằng những cái khu vực này rất là hay bị quẹt và xước này. Rồi ok. Đây tay nắm cửa cũng được trang bị mạ chrome các bạn nhé. Đó, nhìn xe nó sang hơn, nó không có vẻ gì đó nó taxi. Vì phần lớn thì chúng ta biết ở những cái xe cỡ A hoặc cỡ B, những bạt thiếu hay là tay nhựa, bạt cao cấp được trang bị cái tay mạ chrome này, nhìn nó đẹp hơn. Rồi mở ra nào. Đây. Đây là cánh cửa của taxi sau khoảng 7 năm, rất chắc chắn. Đó, các nút này. Thì nút này thì tí nữa, một lát nữa chúng ta sẽ xem, sau khi tôi khởi động hệ thống điện lên, chúng ta sẽ quan sát phần keo chỉ. Keo chỉ của chiếc xe này dĩ nhiên còn zin nét luôn các bạn ạ. Rồi ok. Đó, phần gioăng cao su cũng còn rất là cứng cáp và mới luôn. Nhiều xe ở đời này là những cái gioăng cao su này tôi cảm thấy nó, ví dụ như là nó đã có dấu hiệu nó xuống cấp nhiều đấy nhá. Nó nhũn này, nó rão này, hoặc là nó bị rách rườm rà rồi. Đó, nhưng còn chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là ok. Và bậc lên xuống này cũng đây, tôi đứng sang đây các bạn có thể quan sát dễ hơn. Nắp cái những cái miếng chrome này đó để bảo vệ chống xước trong khu vực này. Và các bạn có thể thấy không, qua 7 năm tức là cái tần suất lên xuống khá là nhiều nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Đó, thực ra nó xước không sao, nhưng mà với những chiếc xe đã 7 năm tuổi thì chúng ta quan sát kỹ những phần đấy để xem chất lượng của chiếc xe như thế nào. Rồi cửa sau đây tôi cũng sẽ mở ra, mời quý vị và các bạn chúng ta lại gần, chúng ta xem kỹ những phần keo chỉ này, gioăng cao su này. Đó, rất là ok. Rồi, khu vực này thì dĩ nhiên lên xuống ít hơn khu vực trên kia nên nó còn rất đẹp luôn. Đó, đây chúng ta xem thêm một chút ở cái phần la răng sau thì cũng rất là đẹp, nó chỉ xước nhẹ một phát ở đây thôi, còn tổng quan thì bóng rất là bóng bẩy. Rồi chúng ta hãy quay ra phần đằng sau. Thì các bạn có thể thấy ở cái khu vực đằng sau này thì cam lùi và cảm biến lùi thì có đầy đủ. Thì là cảm biến thì là theo xe, theo tôi nhớ là vậy. Còn cam lùi này chắc chắn là lắp thêm, bởi vì ở cái form 2014-2017 này Honda City chưa được trang bị màn hình. Đó nên là nếu mà muốn có cam lùi thì phải có màn hình hiển thị, thì chắc chắn cái này là lắp thêm này. Rồi chúng ta xem cái phần đèn hậu này đi. Vì những cái phần đèn hậu này cũng khá là dễ bị nứt đấy. Ví dụ những cái chỗ này này, hay chỗ này này, va quẹt ở đằng sau này nó nứt nhẹ thôi, đôi khi chính chủ xe không biết. Chúng ta có thể xem kỹ. Và sau khoảng 7 năm thì các bạn thấy đèn rất là trong và sáng luôn, không bị rạn nứt, không bị hấp hơi gì cả. Đó, rất là đẹp, rất là ok. Rồi, tôi sẽ mở cốp lên để chúng ta xem nhé. Vâng, đây chính là khoảng không gian cốp của Honda City. Và nếu các bạn lần đầu mở ra thì các bạn sẽ khá là bất ngờ đấy, vì cốp của nó rất cao và rộng. Đó, các bạn thấy không? Thanh thang luôn. Tôi sẽ lật lên một chút để chúng ta xem cái phần trong của cốp các bạn nhé. Đó, rất là cẩn thận này, đã một lớp nhựa này, nỉ này, xong thêm một tấm nữa. Rồi ok, đây chính là phần lốp sơ cua của chiếc xe này. Và nhiều người thắc mắc đến những cái phần này là phần gì và sao lại bôi rườm rà như thế này. Đây chính là cái phần chủ cua đã là để chống ồn cái tiếng
vọng từ mặt đường lên, đó rất là ok chứ không phải vấn đề gì cả các bạn nhé. Rồi đấy, chúng ta cũng có thể xem qua những phần keo chỉ ở đây. Dĩ nhiên là vẫn còn rất là đẹp, rất còn zin cho chúng ta xem những con ốc cốp này. Ốc cốp thì chúng ta xem phụ thôi, thì nhiều trường hợp ví dụ là cần tháo ra để sửa chữa hay là để sơn lại thì nó hoàn toàn bình thường. Và tôi cũng giới thiệu luôn nhé, để các bạn khỏi bất ngờ khi mà chúng ta chưa quen với cái mẫu 24 này, thì là con này chưa có cái nút mở cốp ở đây đâu, chúng ta sẽ phải giật ở phía trên như Toyota Vios, một người bạn đến từ Nhật Bản. Vâng, chúng ta vừa đi một vòng quanh chiếc xe Honda City đời 2014 này, và như quý vị và các bạn có thể thấy, phần ngoại thất của nó còn rất là đẹp so với những chiếc xe đã qua 7 năm sử dụng. Không biết nội thất của nó còn được như thế nào, có mới như thế không, có làm chúng ta bất ngờ không? Hãy cùng vào phía trong để khám phá cùng tôi, xin mời. Vâng, đây chính là khoảng không gian nội thất của chiếc Honda City đời 2014, màu trắng rất đẹp. Và bên trong này tôi thấy thì cũng rất là ok đấy, chúng ta hãy cùng đi xem lần lượt chi tiết. Đầu tiên là ở khu vực táp lô này. Và cái điểm nhấn nổi bật của chiếc xe này đó chính là một chiếc màn Android rất là to, các bạn có thể thấy không? Rất là sướng luôn. Đó, kể cả khi các bạn cần dẫn đường hay là những cái người ngồi ở bên ghế phụ cần cái sự giải trí, thì chiếc màn hình này chắc chắn là đáp ứng rất là ok cho chúng ta. Và màn hình này thì đó là màn hình chủ cũ đã lắp thêm các bạn nhé. Như tôi chia sẻ bên ngoài thì Honda City Form 2014 thì chưa trang bị màn hình. Rồi, chúng ta có thể trải nghiệm cái màn hình này luôn. Đây, đang ở trong trình ca nhạc này. Đó, tôi tăng. Đó, các bạn thấy âm thanh nó có hay không? Rồi, tôi sẽ cho nhỏ chỉ demo một chút thôi. Âm thanh nó hay như thế là bởi vì chủ cũ đã lắp thêm cái phần loa súp ở gầm ghế, quý vị và các bạn ạ. Nó đáp ứng về cái nhu cầu giải trí của chúng ta tốt hơn. Rồi, ok, chúng ta đi xem thêm những cái phần ví dụ những cái phần nhựa sơn bóng ở trên đây này, còn rất là đẹp, chưa sát gì luôn. Hay những phần nhựa táp lô này cũng rất là mới. Đó. Vì khi mà chiếc xe mà để ở ngoài trời nhiều thì những cái chỗ này này, nếu mà không được che chắn cẩn thận thì cái sự xuống cấp của nó cũng rất là rõ rệt. Hay những chỗ này, cửa gió điều hòa đây các bạn có thể thấy này. Rồi phần nhựa rất là chắc chắn luôn. Đó. Không có dấu hiệu sọc sạch gì cả. Đó, các bạn thấy không? Rất chắc chắn, rất mượt. Phần cốp phụ này. Rồi đó, đây là cái khu vực có chúng ta có thể cắm USB. Đó, rất là chắc chắn. Rồi chúng ta quan sát những cái phần cần số. Thì cần số dĩ nhiên chuyển động rất là mượt mà rồi. Và các bạn có thể thấy những cái khu vực mà hay cầm tay này, nó cũng có sự xuống cấp rất là nhẹ thôi, chứ không phải quá nhiều, nó không phải nhẵn bóng đi như những cái chiếc xe khác. Vì sau dù gì sau 7 năm sử dụng thì nó cũng sẽ phải có độ xuống cấp như thế. Nhưng ở cái cần số này tôi thấy còn tương đối ok. Tuy nhiên cái mặt nhựa chỗ này thì nó hơi xước nhẹ một chút. Thì dĩ nhiên là không thể tránh khỏi được rồi. Chúng ta không thể yêu cầu một chiếc xe đã sử dụng qua 7 năm mà nó mới, nó đẹp như một chiếc xe 2-3 năm được. Đó, chúng ta phải so sánh những chiếc xe cùng độ tuổi với nó. Và phần phanh tay cũng rất là chắc chắn này, các bạn thấy không? Rồi, đó, rất là ok. Chiếc xe này có một ưu điểm, đó là có cái bệ tì tay các bạn nhé. Không nhiều những cái xe phân khúc B, kể cả hạng C đời này nó có được cái bệ tì tay này đâu. Rồi tôi sẽ mở lên. Đó, có một cái cốp nhỏ đây nhưng rất là rộng. Và quan trọng nó vẫn còn chắc chắn này. Đó, cái phần da trên đây này, từng đường kim mũi chỉ còn rất là đẹp. Đó, tiện nói ra chúng ta quan sát phần ghế da. Đó, da rất là căng, rất là mịn. Và chúng ta có thể thấy nó chưa có những cái dấu hiệu ở cái chỗ lên xuống này. Đó, rất là ok. Rồi đến phần vô lăng. Vô lăng thì điểm nổi bật ở vô lăng của Honda City, nó là cái lẫy chuyển số thể thao ở đây các bạn ạ. Đó, còn chưa tích hợp nhiều nút điều khiển ở trên đây, hay là cũng chưa có cruise control như đời form 2017 ra tiếp theo cái form này. Trên đây thì có một cái nút điện thoại rảnh tay ở đây. Rồi và cái phần quan trọng nhất, chúng ta hãy xem những cái phần hay cầm đến vô lăng như thế này. Đó, các bạn có thể thấy không, nó cũng chỉ hơi mòn một chút thôi, chứ không phải là quá nhiều. Rồi, rất là ok đấy. Thì xe cũng có chỉnh gương điện này, có hệ chế độ lái eco này, giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Rồi, ok. Đây, chúng ta xem cái phần gương đi. Thì dĩ nhiên một bên lái thì là một chạm và ba cái chỗ còn lại thì chưa được trang bị. Nhưng mà quan trọng là cái phần gương, cái phần kính lên xuống rất là mượt mà, và các nút rất là cứng cáp, hoạt động rất là ok. Rồi, chúng ta hãy cùng tôi xuống hàng ghế phía thứ hai, chúng ta trải nghiệm cái không gian ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Nào, mời quý vị và các bạn.
Vâng, ai cũng nói hàng ghế sau của Honda City là rộng rãi nhất phân khúc, nhưng nếu chưa ngồi lên trực tiếp thì chúng ta vẫn chưa thể tưởng tượng được cái độ rộng rãi của nó, các bạn có thể thấy không? Đó, các bạn hãy quan sát khoảng sáng đầu, khoảng cao từ đầu tôi đến trần này, hay là cái khoảng từ đầu gối đến ghế trước này. Wow, tôi là 1m73. Đó, các bạn thấy không? Này, găng tay của tôi rơi vào 2-3cm. Này, wow, quá tuyệt vời, quá ấn tượng luôn đúng không? Cảm giác những khi mà đi, chúng ta đi quãng đường dài một chút, chúng ta có thể nằm ra chiếc ghế này luôn, rất là thoải mái. Đó, mà cái khoảng không gian rộng tôi đã thấy cho chúng ta cảm thấy thoáng đạt, chúng ta đỡ mệt mỏi hơn rồi. Và quan trọng nhất, khi mà tôi muốn mời quý vị và các bạn xuống hàng ghế thứ hai, đó chính là, các bạn có thể thấy không? Đó chính là cửa gió hàng ghế ở hàng cửa gió ở hàng ghế thứ hai. Đó, theo như tôi được biết thì là nó là chiếc xe duy nhất ở trong phân khúc hạng B đời 2014 với những chiếc xe phổ thông của Hàn, của Nhật là chiếc xe duy nhất có cái cửa gió này. Đó, ngồi rất cũng rất là sướng, rất là mát. Rồi, ok. Và trần xe thì chủ cũ họ đã làm, họ đã bọc da đấy để nó sạch sẽ và dễ vệ sinh hơn so với trần thì nguyên bản. Vâng, tóm lại chúng ta có một chiếc xe của Nhật, đặc biệt là Honda, nổi tiếng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có một chiếc xe rất là rộng rãi. Đó, sau khoảng 7 năm sử dụng thì mọi thứ còn rất là ok, mọi chi tiết còn rất mới và hoạt động mượt mà. Chiếc xe được chào bán tại Enica Việt Nam với giá chỉ 389 triệu đồng. Quý vị và các bạn có thấy ngon bổ rẻ không? Hãy liên hệ với chúng tôi ở số hotline bên dưới hoặc là qua trực tiếp Enica Việt Nam, chúng ta xem xe, trải nghiệm và chạy thử trước khi có quyết định đồng hành với chiếc xe này không các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.